máy khoan cắt bọ được nhập khẩu và cung cấp bởi công ty Đại Phúc Quỳnh. Máy được hiển thị trên tất cả các phần mềm màn hình cảm ứng và có thông số cài đặt của kích thước cắt khoan và sự cầm chế. Đây là lúc chạy ô tô tự động. Chỉ cần xếp phôi đường sau máy này trồng, mình có thể lấy làm việc khác thoải mái, đỡ tốn công nhân. Trong mấy phút đồng hồ mà cắt thêm một cọc luôn là việc rất là hiệu quả luôn.